Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Token Live. Và hôm nay của bạn sẽ giới thiệu anh em một con game mobile vừa mới ra mắt trên Android cũng như là iOS, có tên gọi là Tap Dragon Little Night Luna. Một con game nhập vai rảnh tay màn hình dọc. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá con Tap Dragon này nhé. Một tựa game clicker ARPG. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào game đi. Con game này có hỗ trợ sẵn ngôn ngữ tiếng Việt nha anh em nhé. Và game có đồ họa 2D thôi. Nhưng mà cái phong cách game nó giống một cái tựa game gì đấy mình không nhớ tên nổi nữa. Nhưng mà cái kiểu đồ họa thực sự rất là ấn tượng với con game Tap Dragon này nha. Rồi, thì như mình đã nói ấy, các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một tựa game clicker. Các bạn sẽ tap 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 vào đây để tấn công quái vật. Rất là đơn giản đúng không? Tất nhiên là sau này thì sẽ có auto cho anh em rảnh tay hơn. Nhưng mà đấy, đây là tựa game nhập vai. Các bạn sẽ tập trung vào việc chiến đấu hoàn toàn tự động cũng như là phát triển nhân vật. Đó, ban đầu thì cứ tap tap thôi, hiện nó chưa mở auto anh em ạ. Đây, hiện tại mình vẫn là phải đánh bằng tay nhá. Đó, sau này nó mở auto thì mình sẽ rảnh tay hơn. Tiếp tục chiến đấu này. Đó, đánh đủ quái thì chúng ta sẽ khiêu chiến boss nha. Con game này đồ họa 2D thôi nhưng mà thực sự là vẽ kiểu đồ họa nó kiểu mang tính chất nghệ thuật ấy. Đây, và khiêu chiến boss này các bạn thấy không? Boss vẽ rất là đáng sợ luôn ý. Đấy, rất là hay nha. Rồi, tiếp tục. Bấm. Hiện tại thì chưa có auto nên mình sẽ phải đánh bằng tay thôi anh em ạ. Rồi, không bấm bằng tay thôi. Rồi, chúng ta sẽ đến phần nâng cấp nhân vật. Bao gồm là chúng ta sẽ tăng level cho nhân vật của mình này. Sau này còn tăng chỉ số, chòm sao, thức tỉnh, di vật và tái sinh. Ban đầu thì cứ đi làm nhiệm vụ theo game nhá. Ở đây chúng ta sẽ có một số phần quà như kiểu là nhiệm vụ 7 ngày này. Đây là các nhiệm vụ ngày, nhiệm vụ lặp lại, rồi nhiệm vụ thành tựu. Các bạn để nhận thưởng Ruby. Ruby này để các bạn có thể gọi là quay. Chúng ta thật ra thì dạng game clicker nhập vai rảnh tay này thì quá quen thuộc rồi. Sau này các bạn để quay ra trang bị các thứ rồi ghép trang bị lên ấy. Mình chắc chắn là con game này nó cũng như vậy luôn nhá. Ui, các bạn nhìn này, vẽ rất là đẹp đúng không? 2D thôi mà vẽ nhân vật nó sự rất là đẹp và đầy chất nghệ thuật. Nó kiểu một cái phong cách gothic ấy. Thực sự rất là ấn tượng với đồ họa của mình, rất là ấn tượng với đồ họa của con game Tap Dragon này nha. Đấy, giờ thì cứ đi làm nhiệm vụ. Hiện tại là mình chưa mở nó chưa mở auto tự động đánh ấy, nên là mình sẽ phải bấm bằng tay nha. Các bạn chỉ cần chạm nhả trên màn hình, bấm vào quái vật là nó sẽ tự động chiến đấu nha vậy thôi. Rất là quen thuộc. Chưa mở auto anh em ạ. Thì ở đây thì chúng ta có thể gọi đồng hành này. Chúng ta sẽ có thêm tính năng đồng hành. Các bạn để gọi đồng hành ra hỗ trợ trợ chiến các bạn và các nâng cấp đồng hành. Lại tiếp tục nâng chỉ số này, nâng cấp. Rồi, đánh boss xong rồi chúng ta mở auto chưa ta? Đây, chúng ta sẽ có phần gacha. Các bạn sẽ gacha ra vũ khí, vòng cổ, nhẫn, mũ, giáp và kỹ năng. Mình sẽ quay thử một lần nhé. Bạn sẽ được các cái loại vũ khí. Nó sẽ chia cấp bậc theo màu sắc. Hoặc là đây mình sẽ quay liên tục luôn. Tiếp theo cái bảng chữ số này cho anh em dễ hiểu. Đây, chúng ta sẽ vào phần trang bị nhá. Đấy, các bạn sẽ có phần trang bị đây. Sau này các bạn thể có trang bị. Thì cao nhất là những cái vũ khí SS 7 màu này. Thấp nhất là màu tiếp theo là màu vàng SS này. Màu hồng là S. A màu tím, B màu xanh lam, C màu xanh lá và D màu trắng. Đấy, các bạn thể đeo tự động và nó sẽ tự động mặc những cái trang bị cấp cao nhất. Ngoài ra thì bạn có đủ mảnh trang bị thì các bạn thể ghép lên. Và cái này bạn nào mà chơi game nhập vai rảnh tay nhiều thì chắc là sẽ biết. Rồi, bây giờ tự động chiến đấu, bây giờ mình không phải bấm nữa nhá. Đó, các bạn thấy không? À, vẫn phải bấm nữa nhá. Ồ, vẫn phải bấm, đây là đồng hành mình đánh thôi. Ồ, nó chưa mở auto anh ạ. Chưa biết là bạn như nào thì nó mới mở anh em ơi. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục đi làm nhiệm vụ đã. Chắc phải có kỹ năng nó mới tự động đánh anh em ạ. Nhận thêm này. Đây các bạn có thể chiêu mộ thêm rất là nhiều đồng minh khác nhau nhá. Rồi tăng cấp này. Đấy. Chúng ta sẽ đeo tự động. Kết hợp hết. Đó. Lắp trang bị vào. Chúng ta có các gói quà ở đây thì các bạn có thể nhận thưởng nhá. Rất là nhiều gói quà nè. Rồi chúng ta sẽ có phần gì đây. Nhận quà nhiệm vụ này. Nhiệm vụ lặp lại nhận thưởng. Đấy, thưởng rất là nhiều ruby luôn. Đây là hòm thư. Thì anh em có thể nhận thưởng ở đây nhá. Đó, thưởng rất là nhiều. Nhận cả vẽ chiều hồi nhẫn này. Nhận thưởng ở đây. Đó, uầy, thưởng ra các cái vé quay đồ miễn phí này anh em này. Game nó rất là nhiều ưu đãi cho anh em game thủ, tân thủ luôn ấy. Đấy, nhìn chung thì cái con Tap Dragon này nó dễ đơn giản dễ chơi vậy thôi. Nhưng mà khá là bánh cuốn dành cho bạn nào thích game nhập vai rảnh tay. Không tốn quá nhiều thời gian. Cái cuốc anh em có thể treo máy. Thậm chí các bạn offline thì nhân vật nó vẫn tự động cày anh em.
Đây mình mở khóa kỹ năng này, mình sẽ lắp kỹ năng cho nhân vật nhá. Đây chúng ta sẽ có phần kỹ năng, mình sẽ lắp vào. Kỹ năng nó chia phẩm cấp thôi. Đeo vào này. Đeo vào này. Hiện tại mình mới đeo được 2 ô kỹ năng thôi, sau này nó mở thêm anh em ạ. Đấy, mình sẽ tự động sử dụng kỹ năng. Bây giờ rảnh tay được, treo để đấy. Đấy, sau này các bạn này nâng cấp nhân vật thêm, tiêu diệt 5 quái vật này, nên là bảng nhiệm vụ. Sau khi mà có nhiều ruby rồi thì các bạn để quay nhá, mình sẽ quay 11 triệu hồi 11 lần quay kỹ năng này. Đó, chúng ta có kỹ năng chủ động và kỹ năng bị động. Lại tiếp tục nâng cấp đồng hành lên. Rồi đây lắp trang bị này, đeo tự động kết hợp hết. Đeo tự động kết hợp hết đấy, nó cái này game này rất là tiện, bấm một phát là xong luôn, đỡ phải lòng ngoằng. Tăng cấp này. Đấy. Đây là một số gói quà, đây là phần shop, các bạn để mua các gói quà trong game này. Đấy, các bạn để nạp nhá để ủng hộ cho nhà sản xuất, nhà phát triển. Nhận thưởng 500 ruby đấy. Các bạn này tích ruby quay quay trang bị, game này chủ yếu là quay trang bị các thứ thôi. Triệu hồi kỹ năng một lần này. Nãy mình vừa triệu hồi rồi, nhưng cứ đi làm nhiệm vụ đã. Rồi, tiếp tục. Tiêu diệt 5 quái vật. Đấy, lại tiếp tục treo máy và nâng cấp đồng hành của anh em lên nhá. Nhận thêm đồng hành này. Lại tăng cấp đồng hành này. Đó, tăng cấp đồng hành lên. Tăng sức chiến đấu. Ta có vòng quay may mắn ở đây, các bạn có thể quay thưởng. Rồi. Hoàn thành ải 15. Đấy, các bạn thấy không? Game rất là đơn giản, dễ chơi, đúng không? Nhưng mà bánh cuốn dã man. Tăng cấp đồng minh một lần. Đi tăng cấp đồng minh này. Cứ đi làm nhiệm vụ thôi anh em nhá. Tiêu diệt 5 quái vật. Nhận thưởng ở đây. Tăng cấp đồng minh một lần. Lại tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Đấy, chỉ cần đi làm nhiệm vụ các thứ này này nọ thôi anh em ạ. Rất là đơn giản luôn. Các bạn sẽ dùng tài nguyên là vàng để nâng cấp cho đồng minh và nhân vật của các bạn. Đây là kỹ năng bị động thì mình lắp làm quái gì ta? Làm sao để tháo? Đây mình sẽ tháo nhá. Kỹ năng bị động mình lắp quái gì nhỉ? Đây mình sẽ lắp những kỹ năng chủ động đúng không? Rồi đấy, sử dụng kỹ năng này. Các bạn để ý nhá, kỹ năng nó có kỹ năng chủ động và kỹ năng bị động. Thì các bạn lắp cho đúng nào. Rồi chúng ta sẽ đi triệu hồi dây chuyền này. Đó, các bạn sẽ được các cái loại triệu hồi khác nhau. Sau này nó mở triệu hồi nhận các thứ nữa. Đây, mình sẽ đi vào lắp trang bị này. Chúng ta sẽ đeo tự động và kết hợp các cái trang bị mảnh trang bị lại với nhau. Phần chỉ số này cấp độ đặt level 2. À, nâng cấp cấp độ lên. Làm sao để nâng cấp cấp độ này ta? Đây, cấp nhà thám hiểm này. Phải vượt ải, nói chung là vượt ải để lên cấp độ rồi. Ok. Hoàn thành ải 40. Hình như là lên ải 100 mới lên cấp độ ấy anh em ạ. Nhận quà này. Đấy, hoàn thành ải sơ 50. Nói chung là nhịp game nó cũng khá là nhanh và đơn giản, dễ tiếp cận, dễ chơi. Đặc biệt là mình rất là khoái cái kiểu phong cách vẽ nhân vật ở trong con game Tat Dragon này. Thực sự là rất là ấn tượng. Ta có quay nhẫn này. Đấy, quay nhẫn ra. Hơi lag tí, đang đứt cáp hơi lag tí. Rồi, triệu hồi nhẫn 10 lần. Ủa, mình vừa triệu hồi rồi mà. Đây, triệu hồi nhẫn nhá. Làm phát 55 lần luôn. Đằng nào cũng phải quay thì mình sẽ quay một phát. Game này nó phải quay đồ rất là nhiều anh em ạ. Nên đằng nào các bạn cứ quay nhiều vào. Thậm chí quay hết ruby đi, để ruby cũng chả điểm gì. Chưa mở ô kỹ năng. Cấp độ cấp 2 mới mở kỹ năng, thêm kỹ năng anh em ạ. Đấy, cứ treo máy và làm theo thôi. Đấy, nâng cấp đồng minh này. Game này có tiếng Việt thì các bạn sẽ chơi nó dễ hơn rất là nhiều rồi. Đạt Luna level 100. Tăng cấp này. Tăng cấp này. Đó, ta tăng cấp lên. Hoàn thành ải thứ 60. Đấy, và cứ treo máy và đánh thế thôi.
Nhìn chung là con Dragon Little Night Luna này nó chơi đơn giản vậy thôi. Thì bạn nào mà thích dạng game nhà vai rảnh tay màn hình dọc thì có thể tải và chơi thử con game Dragon này nhá. Cảm ơn em đã theo dõi video này của cậu Vàng, và thú vị đừng quên like, share, chia sẻ như là subscribe cho kênh Tokyo Online cả anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye.